Siro xin chào tất cả mọi người. Mùng 2 khai xuân, Rottweiler Gervi xin chúc cho mọi người một cái năm mới sẽ sức khỏe dồi dào và gặp nhiều điều may mắn, công việc thuận lợi, gia đình vui vẻ. Và chúc cho các bạn nuôi chó thì cún của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh, ngoan. Ok, đầu năm thì mời mọi người cùng ngắm mấy con chó con của Siro. Đây. Ui giời, ui giời, ui giời. Đang mút ngón chân này. Rồi. Rồi, Siro cho con ăn. Ok, xem chúng nó tì mẹ. Đây, cái này lại cứ rút vào đây. Chó con cái mùa này ấy thì nó rất là lạnh. Thời tiết lạnh là chó con nó bị lạnh ấy. Nó mới sinh rồi nó bị lạnh. Nhưng mà chó mẹ thì thường nó bị nóng. Cho nên là đây là dùng cái thảm này cho mẹ con nhà Siro. Nhưng mà lại phải gấp đôi cái thảm thôi. Bởi vì là con mẹ thì lại cứ đặt thảm ra vì nóng. Đấy. Đàn chó con này thì hiện tại bây giờ là một cái và ba đực của Siro và Loki. Siro ngoan lắm nha. Đấy. Cho con đẻ ra thì rất là to. Hôm nay thì là ngày thứ ba rồi, ngày thứ tư rồi. Nó vướng vào cái Tết cho nên là có quay video cái hôm đẻ một đoạn nhưng mà không có post. Đây, nó có một cái đặc điểm là cái con chó con nó đẻ ra nó không có cái con nào nó có cái móng đeo rồi. Đấy, bụng no như thế này nhưng mà vẫn còn đang tìm ăn. Mới ti xong đấy, nó thấy người vào nó đòi ăn vậy thôi. Siro thì chăm con khéo. Lại đổi chỗ. Sắp xếp lại trật tự kiếm ăn. Siro phải nằm hẳn ra thì con nó mới đủ chỗ nó ti. Đây, bà mẹ trẻ Siro. Ngực phớt một tí, lông trắng phớt một tí ở ngực thì lớn đêm là nó sẽ bay. Đây. Úi giời, úi giời. Bỏ gần tìm xa. Bỏ gần tìm xa thế à? Đây cho em hắn cái tí này đi. Rồi, cho nó tập trung vào một chỗ. Tiền sưởi đó. Này, vành đuôi lên tì này. Đuôi cong tít này. đuôi cong tít, mấy cái đuôi. Này, này đảo chỗ rồi. Đây. Rất nhiệt tình. Đây, cái tì mà nó đang mút thì nó bị rơi, chảy sữa ra đấy. Chê cái tì này. Chắc con kia nó mút hết sữa rồi. Ừ. Siro ngửa mặt lên anh xem nào. Đây là đàn chó con của Siro và Loki. Như vậy thì đợt này là ở tại trại thì có ngoài cái đàn Loki với đệ Phây thì có đàn Loki và Siro. Tiếp theo thì chờ cái đàn của con Bruno và con Sakuza. Cho mọi người ngắm cái con chó con một chút. Yên để quay với em một tí. Em đang ăn dở. Hơi bị thiếu sáng. Cái bụng của em ạ. Rồi, cho em xuống ăn nhé. Rồi, xuống ăn đi. Lấy con khác. Rồi, yên, Siro yên. Lấy con cái đi. Có một con cái thôi. Yên. Ôi, Siro. Siro buồn cười nhỉ. Để quay em một tí. Ôi sờ, lông mịn như nhung. Không, để yên để anh ôm tí. Yêu con đi Siro. Yêu con đi. Nó no hết rồi. Đây. Đây này, đực cái này. Một thằng đực này, một thằng cái này. Một đực một cái. Yến, liếm lại tè là áo anh giờ. Siro, rửa mặt lên. mấy đứa cho nó nằm vào một chỗ đi. Còn đứa nào chưa quay nữa. Thằng này nó bị bắn mất rồi. Thằng này nó bị bắn. Mặt nó đang bắn toá. Được. Thôi. Thằng này ở bắn không quay. Thôi. Nó vẫn đang kiểu như là sữa nó dính vào mép hay sao ấy. Sữa nó dính vào mép hay sao ấy. Được rồi, yêu rồi. Đây. Lại đảo lại cho mọi người xem. Cho coi. Một thằng đẻ to quá bị lót ổ. Một thằng to quá, một thằng nó phải to gấp rưỡi bọn này. To quá, to và dài. Một thằng thì bị ngạt ối. Một đứa ngạt ối, coi như là rơi dụng một đực một cái. Đây, cho ngắm lại Siro và mấy đứa con. Siro nhìn đây mà, tối quá. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.